Bây giờ cái trang cái này mình làm bài tập về nhà nhưng mà mình không có gửi mail được đúng không? Khi mình chọn vô mình gửi mail nè, test này tôi thử thử nè ha. Check đi. Rồi submit cái. Để báo lỗi như vậy nè, lỗi nè. Tất cả mọi người đều lỗi như vậy đúng không? Rồi bây giờ tôi sửa bằng cách nào đây để tôi sửa được lỗi này? Thứ nhất tôi kiểm tra đầu tiên phải kiểm tra nhất cái điều kiện cần là phải có cái Gmail HTTP này. Chỗ này thì mình cấu hình các kiểu cái đây. Cái này cấu hình như thế nào thì mình coi cái video clip là cái video là bật chức năng cấu hình HTTP để nhận mail nè, video này. Đó, sau khi mình cấu hình xem video mình cấu hình thì bấm test mail. Rồi sau đó mình test thử ở đây email send. Đó, mình xem thấy là nó chưa là đã ok thành công. Đấy là cái mail chỗ này đúng như cái mail ở chỗ đây nè. Email chỗ này email này nè. Nó phải giống như cái email mình cấu hình trong đây. Hai cái đó giống nhau, trả về giống nhau. Còn như báo fail mà chỗ này để email khác, với email mình cấu hình nghĩa là mình đang nó bị lỗi đâu đó, mình phải check lại. Đó, cái nhất, kiểm tra cái đó. Sau khi kiểm tra đó xong rồi qua chỗ bằng form liên hệ. Form liên hệ là mình đang xài cái form nào, rất là nhiều form. Thì mình kiểm tra lại cái chỗ còn tắt form 7 nè. Mình đang xài là form last đúng không? Thì mình nó vô đúng cái form last này. Đó, mình coi lại coi cái nội dung form. Nội dung form là cái bên ngoài, nội dung form với cái bên ngoài người ta nhìn vô. Người ta nhìn vô, ta có là ta có nhập là cái do anh em. Đây mình có thể sửa thành tên bạn cũng được nghe nó, tên bạn. Nghĩa là cái này để hiển thị bên ngoài cho người ta biết cái đó là cái gì thôi. Rồi email của bạn, email của bạn ha. Là mình sẽ sửa tiếng Việt cái email chẳng hạn. Rồi nội dung, rồi đây là submit thì đó với là submit thì là gửi hoặc là gì đó. Rồi mình là lưu cái này, rồi cái này là để hiển thị ra ngoài ha. Sau khi mình làm xong rồi ra đây mình check lại nè, refresh lại nè, thì những cái chỗ này sửa lại cho mình. Require là yêu cầu là bắt buộc nhập thì mình có thể sửa lại chứ đó ha. Trong đây nó có một chỗ này require sửa lại sao ha. Rồi qua cấu hình mail, cái chỗ này bị lỗi nè, mail nhận là mail nào, nhận là mail này, nghĩa là khi người ta nhập vô thì sẽ gửi cái mail nào của mình. Mail gửi là nó bắt buộc mình có một mail gửi để hôm trả về thì mình có thể nhập luôn cái mail này cũng được, mail khác cũng được. Đó, tiêu đề là khi mình nhận mail sáng mình có thể lọc ra những cái tiêu đề đó. Tiêu đề là khách hàng điện form hoặc là khách hàng đặt hàng đi, khách hàng sáng mình có thể lọc ra để dễ lọc ra các tiêu đề mail cho dễ nha ha. Khách hàng điện form chẳng hạn. Đó, rồi email header, nội dung là mình sẽ lấy cái gì ở đây, có ba cái mình còn lấy. Nhất mình muốn lấy thông tin khách hàng thì đây. Đấy là tên, họ tên đây mình sẽ lấy cái thằng này, cái này thế vô ở chỗ cái form cái trường người ta nhập vô. Thứ hai là email, mình có thể làm thêm điện thoại nha. Email email đây là vô. Rồi nội dung rồi đó luôn đó. Ví dụ đây muốn thêm một cái, giờ đây thiếu số điện thoại, làm thêm được số điện thoại được không? Đây nội dung form, đây số điện thoại, đây mình sẽ làm dưới đây đi. Email số điện thoại nằm đây ha, số điện thoại đây có cái số điện thoại mình để đây, số điện thoại cũng được, phải một nhập số điện thoại. Đó, số điện thoại, số điện thoại đây là điện thoại phone không cần, mình bắt buộc nhập đi ha. Rồi thuộc tính lát thì mới cần, không cầm này, sử dụng dòng này là sử dụng cho cái layer owner nè, thì nhập số điện thoại. Là người ta nhập từ trên dưới ha, số điện thoại. Rồi ở đây mình muốn lấy số điện thoại thì ở đây nó hiển thị cho mình một cái, đây nó không có, đây email do anh em này, lưu lại cái đi, lưu lại cái. Rồi qua cấu hình
phone nè ha. Đây này, này chữ phone. Mọi người muốn lấy số điện thoại để vô mail mình, email điện thoại. Đây. Rồi luôn. Tôi ra đây mình set lại cái chỗ này coi sao. Thêm số điện thoại cho mình để mình nhập vô nè, thêm số điện thoại ha. Tên bạn là ví dụ như là tôi bây giờ chỗ này tôi là hướng dẫn thì tôi phải đổi lại mail của tôi. Tôi chết ha. Chứ mail của bạn thì mất công mở mail của bạn đó, mail tôi là gửi bây giờ sẽ khi mà là điền form sẽ gửi vô mail này ha. Rồi quay vào đây, F5 lại cái. Rồi điền form. Tên là email tên điền test@gmail.com. Nội dung là demo test đi nha. Rồi gửi. Rồi nó báo thành công. Set mail. Nè, còn đó. Đây coi. Quá trời đây. Đây. Có gửi mail thành công rồi mà không biết nằm mail nào. Mail của bạn này từ mail này gửi đến đúng không? Này không phải nội dung, này không phải nội dung hồi nãy á, nội dung hồi nãy mình mới làm mới đúng. Nãy nó có cái tụ đỏ đỏ. Ngon. Đây. Nó báo gửi thành công rồi. Cái này là test thôi, cái này là test thôi, không phải. Rồi gửi lại lần nữa coi, chứ chưa qua ta. Đây đỏ, đỏ đỏ đây địa chỉ tên miền không phải website, vậy thì mình phải làm là nhập đây phải địa chỉ gửi này phải địa chỉ của website mới được, thì phải đổi lại đổi lại cái này là a cộng tên miền của mình ha, thành mất đỏ nè, thành trúc chấm thành test chấm cơm. Đó, lưu lại coi. Rồi, làm lại là thử lại coi, F5 rồi lại. Nó báo thành công rồi, sao này cũng vô. Đây nè, tiền cơm nè. Đó, mới lên thì mới đúng nè. Đó, giờ mới lên đúng không? Không phút trước là vừa mới lên là mình mới phải sửa lại cái chỗ chỗ này nè, cái chỗ mail gửi nè, phải là đúng cái tên miền của mình rồi nó mới chịu báo đỏ, nó bị chạm mình không chịu rồi. Phần đầu là cái tên gì của bạn, tên gì của mail của bạn. Tập đẩy bác info đi, A cộng đúng cái tên miền nè, tên miền là mail theo mail công ty á. Mail theo tên công ty của mình á, theo mail theo tên đúng cái tên miền nè. Cái khúc sau này là đúng là tên miền của mình, khúc trước là tên của mình đi, hoặc là info hoặc là cái gì đó để người ta khi mình gửi ngược lại cho khách hàng á, đây ra thông tin này đúng không, nội dung rồi sáng mình thấy được mail khách hàng điện info đó là gửi vô mail ha, đó là check lại cái cách để gửi vô mail ha. Rồi có một cái lưu ý nữa, thêm cái nữa khoan, cái chỗ khi mình làm không được rồi, còn ở chỗ VPS tra này, ở MTB recaptcha này nè, ở chỗ đây mình nhớ là xóa hết không, những thông tin này mình không để nghe VPS cái chỗ này nè, điền form ở chỗ này để trống hết, để không và để trống hết nè, để trống hết không có chọn gì hết, dưới đây cũng như gì ốp luôn chỗ này rồi lưu lại. Đó. Chỗ này
chỗ này lưu ý chỗ này nghe. Đó. Rồi nha, đó là cái phần mình check lại cái chỗ mà gửi nha. Mình muốn thêm trường nào đó thì mình thêm ở trong cái phần contact form 7 á, tạo form liên hệ, muốn tạo form thế nào thì mình tạo nha. Rồi.